trong khó khăn, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã duy trì hoạt động thường xuyên, định kỳ với nhiều hình thức kiểm tra đôn đốc, phát động công tác tuyên truyền, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến, có những chuyển biến rõ rệt, nhất là phong trào người tốt, việc tốt. Đây là ghi nhận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương diễn ra vào chiều nay nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu không có doanh nghiệp, người dân thì khó có thể tạo nên phong trào thi đua yêu nước trong thời gian vừa qua. Thủ tướng cũng nêu rõ những tồn tại, đó là khen thưởng nhiều lúc, nhiều nơi chưa kịp thời. Ví dụ khen thưởng đột xuất công nhân, nông dân, người lao động, tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các bộ, các ngành, các địa phương. Rồi cái phong trào chưa liên tục, nội dung chưa phong phú thiết thực. Nhất là những cái việc như là đưa mô hình tốt, người tốt, việc tốt, những đóng gương tiên tiến để được khen thưởng. Thì cái này nó làm nên được thời kỳ, nhưng mà cái giới thiệu thường xuyên vẫn hạn chế. Tôi đề nghị cái kỷ yếu mà đội thi đua lần thứ 10 sẽ được phát hành để các bộ, các ngành, các địa phương, thậm chí tổ chức vận dụng. Về nhiệm vụ năm 2021, Thủ tướng đề nghị tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã phát biểu tại Đại hội thi đua lần thứ 10 và 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10. Ban thi đua khen thưởng Trung ương phải có trách nhiệm cụ thể hóa vấn đề này. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt là việc làm phải thường xuyên hơn. Để lấy cái tốt, ác cái xấu trong xã hội, nâng cao chất lượng đổi mới hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cũng như các cấp, đặc biệt phát huy các thành viên hội đồng các cấp thực hiện công tác thi đua khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, đặc biệt các cấp chống tiêu cực trong thủ tục khen thưởng, nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch, nêu gương. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, bộ phận thường trực hội đồng cần rà soát các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, xây dựng kế hoạch công tác một cách kỹ càng và tham mưu tốt, bảo đảm tính kế thừa liên tục và thông suốt trong công tác thi đua khen thưởng. Nhất là năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.